Hôm nay cho đội nhóc đi tham quan vườn ổi nhà bà ngoại nhá. Dân ở đây bây giờ canh tác hết ổi lê, giá trị kinh tế cao mà ăn lại tốt cho sức khỏe nữa, gần như là 100% là chuyển sang canh tác ổi lê. Nào cùng xuống vườn nhà bà ngoại vặt ổi đi, xem quả nào chín không. Wow, nhiều ổi chín chưa? Mỡ ơi, mỡ. Mỡ ơi. Mít Thái này, mít Thái nhà bác hàng xóm này. Bạn nào vặt ổi sang đây mình cho vặt ổi nào. Đây này, mình nhìn thấy nhiều ổi chín chưa mỡ ơi? Ổi chín đây này. Ui dồi ui, bụng gì. Ôi giời ơi, ăn luôn. Mọi người đi ăn ổi cho mẹ. Ổi này bọc, chị bọc sạch cái ăn ổi đi. Nhanh. Đã có như câu cá. Ôi giời, ngon thế nhở. Câu cá làm gì có cá mà câu. Pia ơi, nhanh. Con thích con câu được cá cả ốc lên. Xịn luôn. Biêu cô mẹ. Ổi chín vàng ăn. Mẹ ơi, mẹ cho con, mẹ chỉ cho con cá. Con ăn luôn đi cho mẹ xem. Mỡ. Ừ mỡ ơi. Ăn luôn cho mẹ xem của ổi của bà ngon như thế nào cho mọi người xem. Ngon cực kỳ. Cực kỳ luôn à. Cho em Pi miếng. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Cho em một miếng, em đang thèm. Thận rơi nhé. Anh cầm kìa, anh cầm kìa, anh mỡ cầm kìa, em làm rơi kìa, anh mỡ ơi. Nào cầm, cảm nhận của con là gì? Con thấy ổi của bà ngoại như thế nào? Ngon cực kỳ. Thế à? Thế con quảng cáo đi, con quảng cáo để các bạn mua ổi của bà đi. Ai mua ổi không? Tôi bán cho ngon miệng. Ngon miệng, rồi sao nữa? Sao nữa? Bạn mua áo cho bạn mua này. Thêm mua ổi khuyến mãi em bé này nhá. Được không? Được. Mua một cân ổi được tặng em bé này về nuôi được không? Được. Thôi thế rồi, thế em con bán luôn em à? Con quên à? Em cứ bà con rồi. Anh tết phải nói như nào? Em mua bao nhiêu cân ổi thì mới được tặng em này? 7-8. Mua 7-8? Nhiều. Mua nhiều thì tặng em bé đúng không? Thế quảng cáo cho các cô các chú mua đi. Các cô các chú nào đây mua này. Mua này xong như nào nữa? Mua ổi cho bà con. Mua ổi cho bà con. Xong sao nữa? Mua nhiều thì con tặng luôn em Pi. Nói đi. Mua nhiều con tặng em Pi. Mua nhiều con tặng em Pi. Ngọt hết. Mẹ cắn miếng nữa. Ngọt, ngon cực kỳ. Mình chặn ngã. Mình vặt cho quả khác. Đây, quả chín. Pi cẩn thận ngã nhá. Tôi chết rồi. Đi vặt. Pi ơi, quả ăn không có, ăn vứt đi thế ạ. Nhịn. Vặt quả này tạo chín. Mình quả này chín trắng này. Thôi em mang về mỡ ơi. Phí.